Anh ngồi đi. Chị Ngọc Anh ơi. Chị Ngọc Anh. Tiếng gì đấy anh? Không lẽ nhà mình có trộm à? Em thử vào trong xem, nhớ đâu xảy ra chuyện gì. Vâng ạ. Ô, chị dâu, em vừa nghe thấy tiếng va chạm trên đấy, có chuyện gì đấy chị? Chị vừa mới ngủ dậy, nghe thấy tiếng em gọi, thế là vội vàng chạy xuống đây, đá vào cái bàn ấy mà. Mà sao hai anh em về sớm thế, không ở viện theo dõi thêm vài hôm nữa, về đột ngột như vậy cũng không bảo chị một câu. Anh Dương có đòi về ấy chị ạ, với lại bác sĩ bảo là về nhà tĩnh dưỡng, tinh thần thoải mái cũng nhanh hồi phục hơn ạ. À, chị xách giúp em túi đồ nhá, để em đưa anh Dương lên phòng ạ. Đi anh. Chị không biết là anh Dương về nên là phòng vẫn bừa bộn, bụi bẩn lắm. Hay là để anh Dương ngủ tạm ở phòng em, bên phòng em thoáng đãng hơn. Vâng, thế cũng được ạ. Em ngủ cùng chị nhá. Thế chị đưa anh lên phòng em trước đi ạ. Em qua phòng chị lấy cái gối đầu về ít đồ cho anh. Thôi, để chị làm luôn cho. Anh cứ có cảm giác em né tránh anh thế nhỉ? Xa nhau một tuần rồi mà chẳng thấy em hào hứng khi gặp lại anh gì cả. Anh chỉ mổ ruột thừa chứ không có bị bệnh truyền nhiễm đâu. Anh đùa gì vậy chứ? Em đỡ anh là được rồi chứ gì. Chưa gì đã dỗ em rồi. Đi. Nó bừa bộn này. Bà này bị mộng du à? Lâu lắm mới thấy anh Nam qua chơi đấy ạ. Anh nghe thằng bạn thân của anh đi viện về nên là mang ít hoa quả cho nó mà. Như nay được nghỉ à? Dạ. Chị dâu em bảo là bận làm dự án, không chăm anh trai em được nên em mới về. Đằng nào em cũng mới thi xong. Em mời anh uống nước ạ. Ừ, anh xin. Cậu thông tin nhanh thật đấy. Tôi về đột ngột nên chưa có báo cho ai cả. Tôi thấy xe cậu đỗ ở ngoài, đoán là cậu vừa ở viện về nên vào thăm luôn. Anh Năm mới qua à? Cũng trưa rồi, chút rồi là ăn cơm với nhà em luôn. À, thôi, anh qua thăm ông bạn thân tí rồi về. Hẹn mọi người dịp khác nhé. Cậu bận gì à? Sao vừa tới đã định về rồi? Nhà nghe gần, khi nào rảnh tôi qua. Giờ tôi có việc rồi. Chào cả nhà nhé. Cái thằng này, lúc nào cũng thấy vội. Anh ăn táo đi anh. Táo Năm mua hôm qua à em? Vâng ạ. Này, thằng Nam bạn anh còn trẻ mà có tài lắm nhá. Bạn thân anh từ nhỏ lo anh chả khen. Em thấy cậu ấy thế nào? Thì cũng tạm được ạ. Được chứ sao lại là tạm được? Mà anh thấy nó chưa có người yêu đâu. Hay là... Anh lại định mai mối đấy à? Anh nghe các cụ nói chưa? Trên đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu cầm trầu. Làm mai là đứng số 1 đấy. Chỉ giỏi cãi thôi. Anh thấy yêu Nam cũng tốt mà. Hai nhà quen biết với nhau từ lâu, lại gần nhau, hiểu nhau từ ngọn ngành. Nếu mà em yêu nó ấy, anh cũng yên tâm. Nhưng mà nhỡ đâu anh Nam anh đang yêu thầm ai rồi thì sao ạ? Không thể nào. Nếu mà nó có ấy thì nó đã tâm sự với anh rồi. Nhân duyên nó kỳ lạ lắm anh ạ. Biết đâu một tuần anh nằm viện nhá, là tình yêu đã đến với người ta rồi. Bây giờ anh mai mối phí công ra. Mà cũng đúng nhở. À, hay là em sang nhà Nam đi, mời nó sang đây ăn cơm,
Rồi tiện thể anh hỏi xem là nó đã có người yêu hay chưa. Anh định mời thật ạ? Chứ sao, đằng nào chúng ta cũng phải làm bữa mừng anh ra viện chứ. Một công đôi việc. Suy nghĩ gì nữa, đi đi. Vâng. Anh Nam ơi. Ơi, đợi anh chút. Cái áo này sao trông quen thế nhở? Đây chẳng phải là... Nhiên à? Sao em cầm cái áo lên làm gì vậy? À, em thấy nó rơi xuống đất nên em nhặt lên thôi ạ. À, cái áo nó rách, anh vứt đi làm rẻ lau ấy mà, cẩn thận không có bẩn. À, dạ không sao đâu ạ. À, anh Dương nhà em muốn làm mâm cơm mừng anh ấy ra viện, em mời anh trưa nay qua nhà em ăn cơm ạ. Được rồi, em cứ về đi, lát anh sang. Dạ, em chào anh. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Sao thế? Sang nhà Nam, phát hiện ra vẻ đẹp trai, lôi cuốn của nó, nên đổi ý rồi à? Anh nghiêm túc xem nào. Em thấy là chị Ngọc Anh với anh Nam ấy, có điều gì đó mờ ám anh ạ. Này, mày đi từ nhà mình sang bên kia, nên bị say nắng rồi à? Say cái gì? Em nói thật mà. Anh có nhớ cái hôm mà chúng ta đột ngột về nhà không? Lúc đấy em vào phòng nhá, em thấy phòng bừa bộn như kiểu là có ai đột nhập ấy. Xong thì ở trên cửa sổ còn mắc lại một cái mảnh áo cơ. Em vừa qua nhà anh Nam, em phát hiện ra là cái mảnh áo đấy lại chính là áo của anh Nam. Mọi việc trùng hợp đến mức kỳ lạ ấy. Mày xem phim hình sự nhiều quá à? Làm gì có chuyện đấy, toàn nói vớ vẩn. Hãy đừng có nói như thế nữa, kẻo chị Dâu nghe tiếng ấy lại ầm ĩ lên đấy. Em nói thật mà. Thôi, để cho anh yên đi, anh vẫn đang ốm. Bây giờ nhà cửa mà loạn lên ấy, là anh vào viện tiếp đấy. Hai anh em ơi, xuống ăn cơm đi, anh Nam đến rồi này. Này, tí nữa đừng có tỏ vẻ gì đấy, không thì biết tay anh. Em sẽ cho anh thấy. Đi xuống cơm. Anh ăn đi ạ. Anh cảm ơn. Anh Nam sướng thật đấy. Không hiểu là anh có ma lực gì mà anh Dương nhà em cứ khen anh suốt. Vậy à? Nó nói như thế nào về anh vậy? Thì anh Dương khen anh đẹp trai, tài giỏi, lại còn tốt bụng nữa ạ. Không biết là anh có người yêu chưa ạ? Anh á? Anh chưa. Anh trai em bảo là hai gia đình nhà chúng ta cũng quen biết nhau từ trước, lại còn thân nữa. Anh có muốn là thân cả thêm thân không ạ? Cái con bé này, phải rụt rè chứ. Con gái con đứa thay đổi chóng mặt, nãy thái độ khác, giờ thái độ đã khác rồi. Thì anh chẳng bảo với em là anh muốn anh Nam trở thành em rể của anh còn gì. Thế nhưng mà mình cũng phải có giá, phải dập dìu, mua chai. Ai lại nói thẳng toẹt ra như thế? Thêm thân thì càng tốt rồi, nhưng có cách nào khiến hai gia đình chúng ta thân hơn nữa được không? Anh ạ, biết rồi còn hỏi. Anh thấy em thế nào? Em thông minh, xinh đẹp, lanh lợi. Ai mà lấy được em chắc là có phúc lớn lắm đấy. Vậy ngày mai chúng mình thử hẹn hò tìm hiểu nhau đi anh. Chị Dâu, chị thấy em với lại anh Nam mà trở thành một cặp thì có hợp không ạ? Em đừng đùa nữa, em mới đi học xa về. Nếu mà yêu nhau thì phải cần có thời gian, phải tìm hiểu nhau thì mới xác nhận mối quan hệ chứ. Thì em thấy anh trai em nói cũng có lý mà. Em sắp tốt nghiệp rồi, cũng đến lúc phải yêu đương rồi còn lấy chồng. Nhìn đi nhìn lại, em thấy anh Nam là tốt nhất đấy ạ. Anh ơi, tối mình nhắn tin tâm sự với nhau nhé. Xin lỗi mọi người nhé, tôi vô ý quá. Em không sao chứ? Em vào lấy ơ gâu băng lại đi, để anh dọn cho.
Kìa em, lúc đó chỉ là đùa thôi, không phải thật. Đùa? Em thấy anh có ý với Nhiên đấy. Mà cũng đúng thôi, trai chưa vợ, gái chưa chồng, Nhiên trẻ trung xinh đẹp như vậy, anh rung động cũng đúng. Em ghen đấy à? Ai thèm ghen chứ. Mà em cũng chẳng có cái quyền gì để ghen với anh cả. Nếu như thật sự anh yêu người khác thì em cũng chỉ có thể nhìn và chúc anh hạnh phúc thôi. Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh thấy cái Nhiên rất thông minh. Nếu như anh không hùa với nó, chắc chắn nó sẽ nhận ra sự bất thường của chúng ta. Nếu cái bát nó không rơi thì giờ này chắc anh đang nằm giường vừa cười vừa nhắn tin với cái Nhiên rồi. Em... thì ra hai người lừa tôi, lén lút ngoại tình sau lưng tôi. Không phải như vậy đâu. Tôi với vợ cậu chỉ là mới đây thôi. Lúc cậu đi viện, cô ấy thiếu thốn tình cảm nên mới... cậu về rồi tôi trả lại cho cậu. Mày nói thế mà nghe được à? Nếu như Nhiên không phát hiện ra rồi giết cho các người xem thì tôi không biết là tôi còn bị hai người lừa đến khi nào nữa. Hai người nghĩ những hành động lén lút của hai người là không ai nhìn thấy á? Chẳng qua là anh trai tôi quá yêu chị, quá tin tưởng hai người nên mới không thấy thôi. Còn tôi thì tôi vẫn phát hiện ra. Từ bây giờ trở đi, tao với mày không còn là bạn nữa. Đừng. Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ. Người ta bảo anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Tao hứa sẽ cắt đứt với Ngọc Anh. Tại sao chứ? Giữa tôi với cô chỉ là nhu cầu đơn thuần. Thích thì chơi, không thích thì về. Cô đừng nghĩ đến chuyện tình yêu nữa. Tỉnh lại đi. Thôi, đừng diễn nữa. Không thay đổi được gì đâu. Hợp đồng sắp tới giữa tập đoàn tao và công ty của mày, tao nghĩ là không cần thiết nữa. Ok, Dương. Mày đã hứa rồi, không thể phá bỏ hợp tác. Mày làm như thế sẽ mất uy tín đấy. Uy tín với mày để làm gì? Cũng may là tao chưa ký hợp đồng. Đúng lúc định ký thì cơn đau ruột thừa tái phát. Giờ ngẫm lại, có khi tao được tổ tiên phù hộ để có dịp nhận ra bộ mặt thật của hai người đấy. Mày không nhớ lại quãng thời gian tao với mày chơi với nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi à? Lúc mày ngủ với vợ tao, mày có nghĩ đến tình cảm đấy không? Biến đi. Từ giờ tao với mày không liên quan gì đến nhau nữa cả. Anh Nam, bây giờ như thế này rồi, công khai đến với nhau đi. Chẳng phải là anh nói anh yêu em mà hết tình bạn rồi thì vẫn còn tình yêu mà. Cô bị điên à? Tôi không ngu mà yêu cô. Ồ, anh là thằng khốn nạn. Cô cũng chỉ là con đàn bà rẻ mạt thôi. Giàu có, tốt tính, yêu thương cô như nó mà cô còn cắm sừng. Rồi cũng sẽ có một ngày cô cắm sừng tôi thôi. Tôi không ngu mà yêu cô. Thì ra tất cả những lời đường mật anh nói với tôi đều là những lời nói dối, chỉ để lên giường với tôi thôi đúng không? Tôi nói rồi đấy, làm sao? Anh... đồ điên. Đứng lại. Anh Dương, em xin lỗi. Em thật ngu ngốc vì đã tin vào lời anh ta để phản bội lại tình yêu của anh. Chắc là anh không thể tha thứ cho em đâu nhỏ. Đúng vậy. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Anh càng yêu em bao nhiêu thì càng không thể tha thứ cho em được bấy nhiêu. Nếu anh tha thứ được, chỉ có thể là do anh chưa đủ yêu em thôi. Là em xứng đáng bị như vậy. Vào đi. Dạ, anh cho gọi em có việc gì vậy ạ? Cô nhìn lại bản kinh doanh của cô Quý vừa rồi đi. Không ra làm sao cả. Tôi không biết là cô đi làm hay là đi chơi nữa. Dạ, thưa chủ tịch, cụ thể vấn đề là gì vậy ạ? Anh có nhầm lẫn gì không? Thế ý cô là tôi đang muốn đi cô hay sao? Hả? Dạ, ý em không phải như vậy ạ. Cô về thu dọn đồ đạc đi. Dạ. Dạ, thưa sếp, nếu mà em làm gì không phải thì mong sếp bỏ qua cho em. Em sẽ về làm lại ạ. Cô về thu dọn đồ đạc để sắp tới đi du lịch. Sao trên đời lại có cô nhân viên vừa chăm chỉ lại có kết quả kinh doanh tốt như cô được nhỉ? Quý nào cũng dẫn đầu công ty. Đùa. Chủ tịch á, anh suốt ngày trêu em thôi. Anh có biết là em căng thẳng muốn rớt tim ra ngoài không? Anh không ngờ là trên đời có một cô gái ngây thơ như em đấy. Anh đùa chút thôi. Chuẩn bị tuần sau đi du lịch. Giờ thì về phòng làm việc đi. Dạ vâng ạ, em chào sếp.
Một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang, nhưng cũng đáng yêu thật đấy. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Đáng yêu cái gì? Cô ấy đã có chồng rồi. Mình điên mất. Ơ, Ngọc. Ôi dồi. Lâu không gặp, trông mày càng ngày càng trẻ đẹp ra đấy. Chuyện tao mà lại phải xinh đẹp lồng lộn như thế thì người yêu mới chiều được chứ. Vâng, bạn tao lúc nào cũng xinh nhất của đất. Mà còn mày nữa ấy, cũng phải ăn mặc làm sao á, cho nó sexy ra một tí. Chứ cứ kín đáo thanh lịch mãi như thế á, chồng nó chán đấy. Mày á, cứ nói linh tinh. Chồng tao không phải là người như thế đâu. Đàn ông mà, mày đừng có mà chắc cốt quá. Ông nào mà chả ham mê gái đẹp, cứ như tao này, lúc nào cũng phải lồng lộn như thế này. Thôi đi cô ạ, à, cái này thì tôi chịu, tôi không theo được. Nói thì nói thế thôi, chứ mày xinh đẹp, lại giỏi giang như thế này, cũng là một thứ vũ khí lợi hại để giữ chân đàn ông đấy. Chào hai em. Anh bận chút việc nên là bây giờ mới tới được. Mọi người thông cảm nhé. Có gì đâu, bọn em cũng mới ngồi thôi mà. Giới thiệu với anh, đây là Ngọc, bạn em đấy. À, chào Ngọc. À, đây là... Giới thiệu với mày, đây là anh Long, chồng tao. Nhìn anh Long đúng là đẹp trai phong độ thật đấy. Mà bạn mình nhá, giỏi chọn chồng ghê cơ. Tao lựa chọn gì đâu, bọn tao hợp nhau nên đến với nhau thôi. Mà anh Long hiện tại đang làm gì rồi ạ? À, hiện tại thì anh đang làm giám đốc cho một công ty may mặc. Rất vui được gặp em. Anh đã nghe Nhân kể nhiều về em rồi, hôm nay mới được gặp em. Trông em đúng là rất xinh đẹp như là Nhân nói đấy. Anh Long cứ quá khen rồi ạ. Em thì làm sao mà bằng vợ anh được cơ chứ. Chẳng qua là cái Nhiên bạn em, nó cứ bận bịu công việc, không có thời gian chăm chút bản thân như em, cho nên mới như thế chứ, Nhiên nhở? Ừ, tao mà chăm chút bản thân á, thì ra vẫn phải xếp hàng. Kinh. Sao đấy? Tự nhiên tao đau bụng quá. Hai người ngồi nói chuyện nhá, đợi tao tí. Ok, đi đi. Anh Long này, nhìn anh đẹp trai, sáng lạ, lại còn là giám đốc nữa. Chắc là anh đi làm nhiều gái theo lắm nhở? Ấy chết, anh thì làm gì có ai theo đâu. Em lại nói quá rồi. Đàn ông mà anh, nói chung là ai cũng đều thích gái đẹp cả. Cái Nhiên bạn em ấy, tuy là nó xinh đẹp, giỏi giang thật, nhưng mà em nói nét một câu nhá, nó không nóng bỏng và sexy bằng em đâu. Em đang nói cái gì vậy? À, em chỉ nói trêu anh như thế thôi, chứ không có cái gì đâu ạ. Anh đừng có mà suy nghĩ nhiều nhá. Ồ, sao rồi mày? Ngọc ơi, hả? Chắc là tao phải về trước thôi. Ồ, thật chứ? Anh ơi, em không hiểu em ăn cái gì đó bụng quá. Mình đi về đi. Vậy để anh đưa em về. Vâng. Ngại quá, hẹn mày khi khác nhá. Tao về trước đây. Thôi đau bụng thì đi về đi, hôm khác gặp cũng được. Về cẩn thận nhá. Bye bye. Thật đúng là tức chết mà. Người như con Nhiên mà cũng lấy được thằng chồng vừa đẹp trai, vừa làm giám đốc nữa. Tao nhất định sẽ không để mày hạnh phúc đâu. Rồi sớm muộn những thứ của mày sẽ thuộc về tay tao thôi. Sao mặt mày tím thế kia? Nhiên ơi, đau khổ quá. Người yêu tao đó, nghiện cờ bạc, nó đánh đập tao rồi nó lừa hết tài sản của tao rồi. Ôi dồi, sao hắn tại dám làm vậy với mày chứ? Đi vào đây với tao, đi vào đây. Đi vào đây rồi nói chuyện nhanh lên. Mày bình tĩnh, nói đầu đuôi câu chuyện tao nghe xem nào. Tao đúng là xôi chó mà. Hắn ta đi chơi cờ bạc về, lấy hết sạch tiền của tao, cái tiền mà tao tiết kiệm được ấy, để đi trả nợ. Xong rồi còn ép tao ký vào cái giấy sang nhượng cái ngôi nhà của tao nữa. Cái gì? Mày đừng nói với tao là mày cũng ký đấy nhá. Nếu như mà tao không ký thì chắc là hắn ta giết tao đêm qua rồi.
Bây giờ thực sự là tao không biết đi đâu ở cái thành phố này cả. Tao sợ hắn ta tìm thấy tao rồi lại đánh tao như hôm qua nữa. Tao sợ lắm Nhân ơi. Sao mày lại khổ thế này hả Ngọc? Tạm thời mày cứ dọn về đây sống chung với vợ chồng tao đi, rồi sau này tính tiếp. Thôi bình tĩnh. Mày yên tâm, có tao ở đây rồi, không phải lo gì cả. Nhưng mà như vậy có được không? Không nhưng nhị gì cả. Tao bảo mày ở nhà tao thì mày ở đi, nghe lời tao đi. Vậy thời gian tới chắc là tao phải làm phiền mày rồi đấy. Cái con này, bạn bè với nhau phiền hà cái gì. Thôi mày ngồi đây đi, tao đi vào nấu cơm nhá. Rồi chồng mày với cả cái cơ ngơi này ấy, sẽ thuộc về tao thôi. Cứ chờ đấy đi, cô bạn yêu quý của tôi ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ qua ngay nhá. Nhiên. Hả? Đi đâu mà vội vàng thế? Tao bảo sếp vừa gọi cho tao, dự án ở trong Nam đang có vấn đề, tao phải vào đó luôn. Chắc là tuần sau tao mới về nhà được. Mày ở nhà chăm sóc anh Long hộ tao nhá. Ừ, mày cứ yên tâm, tao ở nhà cơm nước chăm sóc cho anh Long cho. Thế nhưng mà mày đã báo với anh Long là mày đi công tác gấp như thế này chưa? Tao báo rồi, thôi tao đi đây, không nhỡ mất lịch bay nhá. Đi cẩn thận nhá. Ừ. Anh về từ đây à? Để em cất túi cho nhé. Mà anh này, Nhiên nó đi công tác một tuần đấy. Nó dặn em là ở nhà phải chăm sóc cho anh thật là chu đáo. Em sẽ chăm sóc cho anh chu đáo thật chứ. Em cứ tưởng là anh sẽ bắt chung thủy với Nhiên cơ chứ. Cô ta làm sao nóng bỏng bằng em được. Em có biết là anh thèm khát em từ lâu lắm rồi không? Đây, anh ăn nhiều vào nhá. Hôm nay em nấu toàn món anh thích thôi đấy, để bù đắp những ngày dài em đi công tác. Em cứ kệ anh, anh ở nhà có thiếu gì đâu. Đúng rồi đấy, tao ngày nào cũng ở nhà nấu đầy đủ 3 bữa cơm cho anh Long ăn, không thiếu bữa nào cả. Mày yên tâm chưa? Cảm ơn mày nhá. Mấy ngày vừa qua mày vất vả rồi. Thôi ăn đi. Anh ăn đi ạ. Chồng. Ừ. Anh sao thế? Cơm em nấu không ngon à? À không, em nấu cơm ngon lắm. Anh ăn đi. Ừ. Sao hôm nay sếp lại có nhã hứng mời em đi cà phê thế ạ? À? Thì công việc vốn dĩ lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi mà. Chúng ta cũng cố tìm ra những khoảng trống để nói về chuyện đời ngoài công việc chứ. Ừ. Vâng ạ, chỉ cần sếp không trêu em như mọi hôm là được. Đi thôi. Vâng ạ. Em sao thế? Anh Long, hai người đang làm cái gì thế này? Tại sao mày ngồi bên chồng tao? Mày ra đây! Tại sao mày làm cái gì với tao hả? Anh Nhiên, Nhiên, Nhiên! Chuyện không như em nghĩ đâu! Nghĩ đi! Tại sao? Tao coi mày là bạn cơ mà! Tại sao đối xử với tao như thế này? Tại sao mày như thế này với tao? Bất tử này! Tao nói cho mày biết này, tao và anh Long ấy đã sống với nhau như vợ chồng từ lâu rồi. Mày hỏi tại sao tao lại làm như thế với mày á? Tại vì tao ghét mày. Tại sao cái gì mày cũng hơn tao? Tất cả mọi thứ mày đều may mắn hơn tao hả Nhiên? Tao nói cho mày biết này, đó là cái giá mà mày phải trả. Mày xứng đáng để nhận những cái điều bất hạnh như thế này. Mày hiểu chưa? Sao mày vô lý thế Ngọc? Cứ cho là như thế đi. Nhưng mày có cách khác mà. Mày xinh đẹp như thế này, mày có thể đến với những người đàn ông khác chưa vợ và thành đàn ông chồng tao? Tại sao mày phải cướp chồng tao? Hả? Tại sao á? Tại vì tao yêu anh ấy. Và đặc biệt là anh ấy cũng rất yêu tao.
Hơn nữa, anh ấy rất giàu, là giám đốc của một công ty lớn, nhà lầu, xe hơi. Mày thử hỏi xem, có đứa con gái nào mà không thích cơ chứ? Đặc biệt đấy, tất cả những thứ thuộc về mày, tao đều hứng thú có bằng được. Mày cười cái gì? Đúng, chồng tao giàu, nhưng đấy là tài sản chung của vợ chồng tao mà. Mày nghĩ anh ta là giám đốc của một công ty lớn á? Công ty đó là của gia đình tao, do bố mẹ tao để lại. Và hiện tại tao vẫn giữ đến 90% cổ phần. Mày nghĩ xem, anh ta có là giám đốc thì vẫn chỉ là người làm thuê cho tao thôi. À, còn nhà lầu xe hơi á, tất cả những thứ đó vẫn đang đứng tên tao. Không, không phải như thế. Mày nói dối. Không phải như thế. Vậy thì để tao nói thêm cho mày biết nhá. Nếu như tao và hắn tao có ly hôn thì hắn tao cũng không được bất cứ tài sản nào cả. Bởi vì trong hợp đồng hôn nhân của bọn tao, ai là người phản bội sẽ phải ra đi tay trắng. Sao? Mày còn muốn yêu chồng tao nữa không? Anh Long, có phải tất cả những gì cô ta vừa nói là sai sự thật đúng không anh? Có phải cô ta tức quá nên là hóa điên đúng không anh? Chỉ với con đàn bà ngu xuẩn như cô mà tôi đã mất trắng tay rồi đấy. Cô hài lòng chưa? Không. Nhiên à, xin em tha thứ cho anh. Tất cả là do cô ta, là do cô ta dụ dỗ, mồi chạy anh hết lần này đến lần khác. Bỏ tôi ra. Loại đàn ông khốn nạn, dơ bẩn như anh, đừng có động vào người tôi. Đúng rồi, cứ làm như vậy đi. Thế nhá, tôi đang bắt xe về nhà. Người kia. Tôi gửi anh. Các người muốn gì? Khôn hồn thì hãy ký vào tờ giấy nhượng quyền. Tất cả tài sản bao gồm nhà đất và công ty giúp tôi. Nếu không thì tôi không để cô yên đâu. Cô thông minh lắm à? Tiền bạc mất đi thì có thể kiếm lại được. Thế nhưng mà thân xác này mất đi rồi thì lúc đó tiền bạc có ý nghĩa gì nữa đâu, đúng không? Ngoan, ký vào đây. Kinh tởm, đúng là một lúc khốn nạn. Sao? Mày có ký không à? Mày tính ly đòn nữa ta à? Tao không ký. Chúng mày đừng có mơ. Không bao giờ tao ký. Mày được. Thả cô ấy ra. Chủ tịch, anh cứu em với ạ. Dừng lại. Anh chị đã bị bắt vì tội bắt cóc hòng chiếm đoạt tài sản. Mời anh chị theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Thả tôi ra. Em có làm sao không? Em không sao đâu. Để anh cởi trói cho em. Cảm ơn anh nhá. Nhiên này. Dạ. Em đường đường là giám đốc của một công ty lớn. Thế nhưng mà tại sao em lại xin vào công ty của anh làm nhân viên kinh doanh vậy? Thật ra
thì em muốn học hỏi để biết cách vận hành công ty. Em nghe danh đã lâu rồi, trùng hợp thời điểm đó công ty mình lại đang cần người nên em mới xin vào làm để được nghe anh hướng dẫn đấy ạ. Em đúng là một cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp đấy. Dạ. Anh Dương này, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em trong thời gian vừa qua, giúp đỡ em vượt qua những rối ren trong cuộc sống. Không có gì đâu, đó là việc anh nên làm mà. Nếu như không có anh, chắc là em không còn cơ hội được đứng ở đây để nói chuyện với anh nữa rồi. Bỏ qua mấy cái chuyện không vui đấy đi. Nhiên này, em đồng ý làm người yêu của anh nhá. Anh thích em từ rất lâu rồi, nhưng vì tại lúc đó em là người đã có gia đình nên anh không dám tiếp cận em. Bây giờ thì anh mới đủ tự tin để nói ra những lời này. Em không nói có nghĩa là em đồng ý rồi đấy nhá. Em không xứng đáng với anh đâu. Em đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Nào, anh cấm em không được phép tự ti. Đừng hạ thấp bản thân mình như thế. Trong mắt của anh, em là một cô gái hoàn hảo. Em xứng đáng được bao bọc và che chở. Hãy tin tưởng ở anh. Em đồng ý làm người yêu anh nhé.